Rồi, hello, xin chào mọi người nhé. Hôm nay lại tiếp tục bảo dưỡng một mẫu FC686 cho nhà cô Diện ở Đầm Vạc, Vĩnh Yên, khu Đầm Vạc. Còn đây là mẫu FC686 sau khi đã bảo dưỡng xong ạ. Nói chung là mình đã vệ sinh từ trong ra ngoài rồi. Đây là đoạn đã hoàn thành xong. Nói chung là cũng mọi cái bụi bẩn trong này mình cũng đã vệ sinh hết rồi. Đó. Rồi mình xin phép kết thúc video ở đây nha.